Rồi sẽ quyết định may mắn ha. Ai thắng thì lấy đáp án của người đó. 3, 2, 3. Nghe lời Thư đi, cảm giác. Theo Mo thấy á, theo Mo thấy là bạn này có một cái dáng rất là cường tráng, một và thấy có chắc chắn là có thể lực. Mà đang bị nhầm hả bà? Có lẽ chạy về trước. Tommy, chị em nói cái ý của em như thế nào? Dạ em là người Quảng Nam Đà Nẵng. Anh Giang cũng người Quảng Nam Đà Nẵng. Chắc là em về về đội anh Thành. Nè, cái gì vậy? Ủa? Sao đồng hương không về với nhau? Ê, tại vì anh biết lý luận gì lạ vậy cô gái? Tại vì ta hay có câu là Quảng Nam hay cãi, Quảng Ngãi hay la. Bây giờ em với anh về Quảng Nam hết, bây giờ cãi sao mà thắng được đúng không? Bây giờ em đòi về đội anh Thành. Rồi bây giờ em muốn nói lại sao nè? Dạ, em muốn về đội anh Trấn Thành. Anh sẽ không nhận anh em. Nhận. Mời My về đây. Thôi em về nha. Anh không nhận rồi. Thì ai lẹ chạy về trước. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, gấp gáp quá. Trời ơi. Tommy. Tommy ơi, hẹn vô cho anh. Đây chương trình hại em nè. Chị ơi. Cái đây phải lỗi của em. Cẩn thận em ơi. Trời ơi trời, ba làm gì ba là? Đó, lên. Bà làm gì bà là cô tắm bà rất hài. Thiệt, đâu có nói vậy thôi chứ đâu có ai mà giành giật gì với em đâu Mỹ. Mà em tới đây em bung xỏa, em chạy về rớt dài rớt dép vậy. Anh ơi, nó không có rớt dép không, nó rớt mọi thứ trên đời. Tôi kể cho mọi người nghe, nó đi châu Âu với tôi, cái nó cầm cho 3-4 cái bị vậy nè, cái nó đi nè. Ê, trời, quên cái giỏ rồi. Cái là cầm cái giỏ đi. Ê, à, lấy gì mẹ cái vali em quên cái vali. Cái gì nó cũng rớt hết. Em hát dở ha, xàm. Nhưng biết đâu hát hay. Giác quan không? Quan. Giác quan luôn hả? Đúng rồi. Không, em cũng thấy là hay. Từ nãy giờ là 4 người là em giác quan hết đó nha. Em tự tin vào cái giác quan thứ 6 của em thì em thấy bạn này có vẻ không hát hay. À, không hay rồi. Tại sao vậy? Chỉ người ta cái đoạn chỉ cho sửa cái giọng bẹt lét à. Đúng rồi. Có khi bạn ấy hát dòng nhạc bolero bữa nay có Tommy nè. Không, em cũng có một cái giác quan là bạn hát không có hay. Bởi vì là cái người mà bản thân người ta có một cái tố chất gì nghệ sĩ thì người ta phải có một cái chút gì diễn, chút bản diễn nó còn dụng quá. Em ơi. Khi nào em mới giác hơn. Mà anh tin em đi, lần này em đi. Hãy chờ xem giác quan thứ 6 của bà My có linh thật hay không chấm hỏi. Bây giờ hên xui mai rủi, quảnh tù xì, ai thắng lấy số đó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ủa, cái đó là cái gì anh? Gì vậy bà? Thời nào đó chơi cái giếng thôi. Thôi. Ở Việt Nam không chơi cái giếng. Rồi 1, 2, 3. Người chung có chơi cái giếng rồi. Số 2 ơi, định mệnh rồi em. Định mệnh rồi. Cái người có giác quan thứ 6, người ta có một cái gì đó nó quyền bí lắm. Chắc có ai cũng đỡ, cũng dựa này dạ, kia. Mẹ thương mẹ độ, mẹ cho giác quan hoài. Đó. Nếu mà anh chị hát hay là này là lỗi định mệnh. Tại vì em đã cái giếng rồi. Trời ơi, lỗi rồi. Cái này là lỗi của My. Phụ nữ không có lỗi. Không bao giờ có lỗi. Em được cái lợi thế, em cao, em đứng lên em nhìn thấy cái cách mà bạn nhép là bạn hát hay á. Em cảm thấy được là bạn này không tự tin. Em thấy mặt bạn này rất là thông minh. Em vẫn thấy là hát hay. Nhưng mà hồi nãy là đúng là diễn là không tự tin thiệt. Em vẫn nghĩ là bạn này hát hay. Tại vì em không có thấy được cái phần diễn của bạn. Chật lất rồi mà ơi, chấm than chấm than chấm than. Cái bà thấy chưa? Xuống đây em, xuống đây, xuống đây. Dịch đúng rồi anh. Anh đứng ngay đây chật, anh đứng ngay đây. Bác chịu vỡ nát chân nghe coi, chịu vỡ nát là 2, 3. Thôi chị My dễ thương như vậy sao mình đã nói được. Bây giờ anh sẽ hát giùm em nè. Bây giờ anh sẽ hát giùm em. Anh phụ luôn nha, anh phụ luôn. Sao kỳ vậy? Sao cái đồng đội mà kỳ vậy anh? Bạc tay My vỡ nát. Vỡ nát. Vỡ nát. Em muốn nói điều gì? Dạ, đến với chương trình lần này thì em có một món quà nho nhỏ để gửi tặng anh chị. Anh chị đợi em xíu nha. Trời ơi, suy nghĩ thôi. Ủa gì? Tommy,
Đúng rồi đó, đó đúng sao rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Trời ngon quá. Đúng rồi, đúng rồi. Đó. Em à, em loại người ta mà em còn xin xỏ gì nữa mi. Nhưng mà em thèm bánh tráng trộn. Ăn bánh tráng trộn không tốt cho giọng, về lấy cái giác quan thứ 6 trộn với quan thứ 7 ăn. Chưa hết đâu, nghiệp còn quật bã nữa. Mắt người săn nước biển, tim bầu hồng long quang. Vợ, em vẫn thấy cả bả ca dở nha. Em thì lại thấy hay á. Hay đó anh, nhép rất là không, cái kia là cái tập trung, là cái thần thái nữa. Cái về á, bạn nhép được cái chỗ đó. Bạn nhép rất là giống như là những cái ca từ trong ca khúc đang thể hiện. Em nghĩ là hát hay à. Tại sao? Tại vì hát có lấy hơi mà nghe một tiếng thôi là biết giọng hay rồi. Áo bầu đỏ cánh kiếm, da bầu vàng phù sa. Mắt người săn nước biển, tim bầu hồng long quang. Bầu sang và dập miêu, bầu sang và dập miêu, bầu sang và dập miêu. Ca sĩ gì đi hát bao nhiêu năm chọn 3 vòng không trúng một vòng. Không phải, chắc là hôm nay không phải ngày tốt, không phải ngày hợp của em. À, tại ngày, tại dạ, ngày. Đúng rồi. Không, à, không phải ngày không của phải em. Là tại mi đâu, tại giác quan thứ 6 đó. Mời em về chỗ. Ừ. Không biết nói gì nữa. Trời đó, cậu được á. Lần đầu tiên đến với chương trình phải không em? Đúng rồi anh, và hầu như là em rất là theo dõi nhiều tập của Giọng Mãi Giọng Mai lắm. À. Ở nhà ngồi đoán, ngồi đoán già, đoán non. Đúng không? Không. Thường là em sẽ nghĩ là mình sẽ đi ngược lại những gì mình đoán. À. Thì chắc là mình sẽ trúng, nhưng mà nhiều khi vô đây bị nghiệp quật á, là mình đoán cái mình đúng, mình ngược lại mình chết luôn. Để coi ngày hôm nay coi Hoàng Yến nếu mà đoán nó ngược với những cái suy nghĩ bình thường thì sao, có đúng không? Nghĩa chỉ cho hai em nó nhạc lên đi catwalk cái cho nó đã cái nư mình. Sao vậy em? Đẹp quá. Cái chuyện mà hai em này đi kết quốc là bình thường, ai cũng thấy. Giờ nè, nếu nhạc lên cái hai đứa hát mới ghê nè. Bây giờ một là tụi em hát là trường quay bỏ về. Hai là trường quay đang buồn ngủ sẽ bừng tỉnh dậy, tại dở quá. Cái gì mà ghê quá vậy? Mọi người đang buồn ngủ quá thì được tỉnh ngủ anh hiểu không? Vậy hả? Thì anh nghĩ rằng đó cũng là một cái liều thuốc cần thiết vào lúc này chứ bộ. Nhưng mà mang tính chất tiêu cực nhiều quá, tôi hát dở quá đó. Vậy hả? Còn Tú em tự tin không? Ngủ không? Không. Thôi bây giờ nè, Yến lần đầu đến với chương trình thì anh mời em lựa chọn trước. À, em thì thường thường hay đi theo tông màu sắc. Rồi các thể loại thì em nghĩ là mình cứ đen đen lấp lánh được với nhau á. Ừ, em cũng đồ lấp lánh được không? Chết thiệt, hai đứa mình trời ơi chết. Quá hợp lý. À, mời Yến về với Thành và Tú về với Giang. Tú. Đây. Rồi. Bên đèn thui ha, bên sáng trưng ha. Đó. Tự nhiên dòm xuống quá. Hai cánh hai bên mình cảm giác như trên rung phim phe chính diện phe phản diện vậy. Không à, khi mà nghe Thùy Chi với phe mình Quỳnh live á, sao mình thấy ức chế bản thân mình em muốn lắm. Like không Yến? Không không có. Không Yến nó like là mình lại nó luôn. Lại anh tự lại luôn á, rồi dễ sợ. Trời dễ sợ lắm. Em tự biết luôn mà. Không Yến em có duyên lắm thiệt. Dạ em biết mà. Rồi biết luôn. Chị Yến hát hay lắm đó. Hát dở. Có MV đàng hoàng luôn á, em coi rồi nè. Ôi em hay đó. Hát hay cô. Hát hay đâu có nghĩa là mình sẽ hát hay như ca sĩ đâu. Không hát dở. Em hát chị hát em hay. Em đẹp thôi, hát thì dở, công nhận. Nghe nè, ai đưa lấy đi cà phê ra quán ngồi. Chị ấy phán hơi gắt ba dấu chấm than. Với Hoàng Yến. Theo cái bộ óc suy đoán của em, dòng nào chương trình cũng à, tự nhiên có cô này được nghe nguyên giọng từ đầu đến cuối. Đó. Định lừa mình, em suy đoán là chắc chắn là hay. Anh thấy không, tự nhiên trang phục lên cái tinh thần đồng đội nó cao lắm. Đúng anh nhau dễ sợ. Ờ, tụi em không biết cái gì nói y như đúng rồi anh thấy không. Yến, ý kiến của em thế nào? Nó viết nhạc nhiều quá nó khùng rồi. Lại là một cái thuyết âm luôn. Đã đi vô làm sơn là một môi trường rất nhiều hóa học, cái làm giọng mình bị sao khàn đặc. Chính vì vậy mà người ta sẽ nghĩ bạn này hát không hay. Ừ. Nhưng thật ra bạn này hát hay. Tại điều nhìn cũng có ngoại hình mà đẹp là được.
ta nói bà trợ thì thôi nhé luôn. Mình nghe những người mà rất là mô phạm nhận xét về bạn này. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Yến. Rồi bây giờ mình nghe cái người thiệt chợ nói nè. Yến. Quá, nói cái gì anh? Trời ơi, em than gì mà nói chợ là sao? Không, em là có chợ, em siêu thị, nói siêu thị. Không, lấp lánh siêu thị cái gì? Ok, xin lỗi em, supermarket. Không giận, không giận. Yến có lúc này lúc kia, không. Chợ phiên. Lâu lâu có một lần. Không được, chợ là không thích. Chợ là không thích. Mall đi rồi. Mall đó. Department store. Mỹ cái mall. Sao mall? Thì theo mall thấy á. Theo mall thấy là bạn này có một cái dáng đứng rất là cường tráng. Một và thấy có chắc chắn là có thể lực. Bà đang tìm chồng hả bà? Đang nói về ông hát đây nè. Đang tìm chồng cho Tú. Ừ. Hả? Chị đang tìm chồng cho giùm em luôn, sẵn mo nó my gu, nó my gu. Oh, ok thôi chị sai. Quỳnh là hôm nay hát gì? Bài nhạc. Hả? Nhạc. Bài nhạc. Dạ. Bài nhạc, bài tên nhạc. Bài tên là nhạc á anh. Bài tên nhạc. Nhạc nhẽo. Nhạc nhẽo đúng rồi. Bài mới rộn tưởng bài nhạc. À. Bài nhạc nhạc nhẽo. Yến Duyên thích mo quá. Còn anh Thư đi ngược lại này nha. Mọi người tập trung. Mày chị áp lực quá à. Bà là ẩn số của chương trình. Cả chương trình mày hấp dẫn hay không là do anh Thư đó. Bà phán ra cũng như là lời sấm. Em bị ác cảm với phụ nữ. Gì vậy? Nhưng mà vậy là nó có ương Khả Như đúng không? Thường thường là mấy người mà xinh xinh là hát không hay. Ủa? Em nói vậy thôi. Em nói Quỳnh Anh không xinh. Như là bạn Quỳnh Anh với Khả Như rất là hiếm. Ê bà xạo quá bà. Nãy bà đồng đội tôi có vạch mặt bà. Hồi nãy tôi ngồi để ghế như đây nè. Bà nói ra, ừ mấy người này nhìn mặt sáng sủa, mấy người thường mấy người đẹp hát hay. Cái giờ bà nói vậy sao bà lật lọng vậy? Nãy giờ là bây giờ cô là đang cô đang giữ một cái vai trò là giống như là trụ cột của chương trình. Lời nói thốt ra như ngàn vàng cả rạp đang đợi mà nghe. Đâu thể lật mặt vậy được, mình có uy tín của lời nói của mình. Thư là suy từ Thư ra nè, thấy không? Tại vì Thư cũng xinh mà hát rất là dở. Cái câu mà em thắc mắc nhất của chị Thư á là câu mà có ác cảm với phụ nữ hả? Phải không? Tại vì thường thường mấy người mà con gái thường hát dở. Rồi bao nhiêu nữ ca sĩ của Việt Nam mình em bỏ nhưng đâu? Nhưng mà còn ít hơn nào. Rồi ai đưa chị tôi về đi chứ sao giờ sao giờ? Nói bắn sâm nãy ta giới thiệu rồi. Bắn sâm nãy ăn đồ bổ nhiều nó hại đó em. Không phải lúc nào sâm cũng là tốt đâu nha. Ăn mà ăn quá liều. Ăn quá liều đó, nhiều khi phải nhả bớt cái củ sâm đó ra. Uống nước sâm vô cho nó mát lại. Tiếp còn Thư thêm đang đâm chiêu. Nè tập trung nha mọi người. Lần này là cảm giác giống Phúc. Là lần này là giống mọi người đúng không? Thật ra là nãy giờ em muốn nói khác mà em sợ mọi người nói em bị lập dị nên phải nói giống Phúc đó. Không, không. Em cứ nói đúng cái suy nghĩ của em. Đây phải là mình. Bạn này hát dở. Anh Thành có muốn truyền nước biển hay là các thứ? Em muốn thở oxy. Không khí đi hơi ngột ngạt. Sao em hay ngược với mọi người quá vậy ta? Thương mà đẻ ngược hả? Đúng rồi đó. Tôi sẽ biết hay. Tưởng tượng phong phú quá hay sao á. Chứ em thấy bị nó lừa quá giờ phải đề phòng chứ. Còn với Như? Không nhưng mà em chưa nói mà. Em chưa nói là bạn này hát dở mà. Em nói rằng em trái ngược ý kiến với đồng đội của mình. Vậy là ok. Chị ơi, anh Thành anh sao vậy? Anh ổn không? Không, anh không ổn lắm. Nếu như Thành đã nói hát hay thì anh biết chắc rằng anh Thư em sẽ cho rằng bài hát dở đúng không? Chị Thư, mọi người tập trung. Tập trung. Nhưng mà phải là nhân viên chị Lý Giang không? Ra cái dĩa bà bay về cái chỗ của bà. Ra cái dĩa bay là cho bà. Bà bay về cái hành tinh của bà. Thì phải xác định là khi chương trình phát ra là cô mình có xem mình đó. Nhưng mà em nghĩ lần này em cũng giống mọi người. Thư thần đồng hay thần lên đồng? Bà dấu chấm hỏi. Dòng này nó nghiêm túc nha. Nãy giờ mình giỡn thôi chứ mà nó thật sự rất là khó. Nghe lời đi. Nãy giờ ông nội tôi cũng dám cãi mà nữa. Khẳng định sao? Há không hay. Sao vậy? Em có giác quan. Nghe lời đi. Phản không hay đấy. Thành khoan, thường có cãi cô. Cô quở cái lớn nổi luôn đó.
Nguyễn chịu okay. Quần 3. Quá tôi ti đi nào. Rồi sẽ quyết định may mắn ha. Ai thắng thì lấy đáp án của người đó. 3 2 3. Thôi nghe lời Thư đi, cảm giác. Trời ơi. Mê bảo quá. Mê bảo quá giờ nói vậy cãi gì được. Bởi vậy. Nói vậy cãi gì được. Chị Thư, rồi. Chị Thư, chị đúng là mầm non giải trí luôn á. Chị mới chú thôi. Là thôi mình phải tết cho tới. Cái âm thanh phát ra mình nghe rất là rõ ràng ha. Có vẻ như là cũng tròn vành ha. Nhìn cái dáng xàm. Ha không hay ạ. Phúc thì Phúc thấy bạn này hát hay đó. Em để cái răng á, với cái khuôn miệng của bạn á, thường những người mà cười đẹp thường là sẽ hát hay. Khi bạn hát hồi nãy, tự nhiên em cảm nhận bạn hát hay mới ghê. Mình em bên những tháng năm anh hồng đó. Mình em bên những tháng năm, anh hồng đôi thai. Mình em bên những tháng năm, anh hồng đôi thai. Mình em bên đêm chân giữa trưa một lần nói. Mình em với trăng vương bên hèm, nhớ ai hương tóc mềm để thấy không gian dài gông thang. Chờ xem cái kết của thần đồng. Sao Thư, em thấy thế nào? Ghét ghét quá rồi. Bây giờ nghe lời đi. Nghe lời hay gì? Đó. Không chết. Hay không? Hay không? Đúng hai người rồi. Bây giờ người ta ba nghe lời đi. Không dám cãi. Không dám cãi đó. Không biết ông sao chứ tôi không dám cãi. Chủ gia nghĩ là cô này hát hay. Thật ra thì dù gì nữa chúng ta cũng phải nên nể mặt người bề trên. Người ta đã phải như vậy rồi thì chúng ta cũng phải nên lưu ý đến cái lời sấm truyền. Tại người ta từ trên cao nhìn xuống mà. Đúng. Đâu phải giỡn. Đúng. Vâng. Tố bí ẩn mà Giang. Gia đình em ngược hoàn toàn. Với sự quan sát khôi hài của Thánh Phán. Cô ta vẫn khẳng định đặt bàn tay lên môi là quận 6 đang có vấn đề. Và Ương Ngọc Phúc thì lại thấy là phố đi bộ đang rất đông đúc. Và anh ta muốn giải tán đám đông đó. Vì vậy cho nên hãy một lần nữa quẩn tù xì đi nào. Nghe lời đi. Hả? Nghe lời đi. Đó, hả? Bà nói không cãi bà được. Thôi cho Phúc quyết định luôn nhưng mà hả không đúng đâu. Theo Phúc thứ hai đó. Bà nói vậy làm sao cãi? Ừ. Số 6. Phúc đồng ý không? Đồng ý số 6 luôn. Số 6. Đó là một kỳ quan à. Em nhìn em cảm thấy rất kỳ lạ. Rất là kỳ cục và em cảm thấy rất là kỳ thú à. Hồi nãy em nhận xét là bạn hát hay mà xong rồi em thấy diễn thì em thấy là chất quốc lên anh ạ. À. Micro thì cầm xa tít mù khơi xong rồi đứng đếm nhịp dò xong đi vô để diễn tay run. Nó không có giống nha, một tí nha. Nào trong người có cố nhà. Đó. Nghe lời đi. Khẳng định sao? Hát không hay. Không em còn lâu nhớ mong chờ này thì thân con miệng nó đồng.